này là ai? Hỏi em... nữa hả? Đợi hỏi mới biết hả? Bạn gái tôi. Anh dám cho con này về nhà hả? Dám chứ, cô dám, làm sao tôi không dám. Đây, bạn trai của tôi. Gửi ra. Gửi ra đi, gửi ra đi. Giữ lại nhan sắc của tôi. Nhìn thấy mặt tôi rồi nhớ sao? Anh đẹp mà. Trời đất ơi, bước ra đây, bước ra đây. Ở đây là cái gì vậy? Tại sao ha? Xin tôi một tiếng, đó là đi gọi đầu xong chút về. Thì ra là qua đây phải không? Hả? Qua đi gọi đầu cho nó đúng không? Còn anh xin tôi một tiếng để chở má anh đi làm neo. Má anh đâu? Má anh là bà nãy hả? Đây. Nè, vừa phải thôi nha. Tôi không thích cái loại người mà nói xạo như cô. Tôi chỉ qua đây tôi giúp cho bạn tôi là làm cho chồng nó ghen lên thôi. Chứ không có làm gì đâu. Hả? Đúng rồi. Tôi... Anh. Nè. Trời đất ơi. Tôi bạn tôi. Tôi giúp cho bạn tôi tại cho vợ ông ghen. Đừng có nói nhiều, tôi không tin tưởng mấy người đó bây giờ. Lộn xộn hết. Thôi.